Hình phi, từ đồ mặc của gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta bị người lạ đeo bám tận nhà. Nữ diễn viên Hình Phi cho biết mình bị hai người đàn ông lạ mặt theo dõi suốt những ngày qua. Sina đưa tin, Hình Phi, diễn viên phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta, bị hai người đàn ông không hề quen biết theo dõi suốt nhiều ngày. Hình Phi cũng đã kể lại sự việc thông qua trang cá nhân. Hình Phi kể lại sự việc. Lái xe của tôi đã phát hiện ra điều đó. Hai người đàn ông lạ mặt lái xe xuống tầng hầm của khu phức hợp và theo tôi đến lối vào thang máy để xem chúng tôi lên tầng mấy. Sau khi bị lái xe phát hiện, họ đã bỏ chạy. Tôi đã nghĩ rằng điều này sẽ sớm trôi qua. Tuy nhiên không ngờ rằng, vài ngày sau đó, tôi gặp lại một trong hai người đàn ông đó trên phim trường. Khi nhân viên đến hỏi thăm, người đàn ông nói mình từ đoàn phim khác sang. Theo lời kể của Hình Phi, đến ngày hôm sau, cô tiếp tục nhìn thấy xe của hai gà đã đeo bám mình, vì vậy cô quyết định báo cảnh sát. Tôi muốn nói với họ rằng tôi không biết hai người đã theo dõi tôi bao lâu hoặc muốn làm gì tôi. Dù cho mục đích gì, hãy dừng lại ngay hành vi xấu xa này, hãy tránh xa cuộc sống của tôi và những người xung quanh tôi, cô viết. Thông qua câu chuyện của mình, Hình Phi muốn nhắc nhở những người hâm mộ nên cảnh giác mọi lúc khi ra ngoài, chú ý đến môi trường xung quanh và tìm kiếm sự giúp đỡ khi nhận ra điều khả nghi. Hình Phi không phải là trường hợp duy nhất gặp rắc rối khi có người quan tâm thái quá. Nam ca sĩ Triệu Vĩnh Hâm từng bị một cô gái đột nhập vào nhà, thậm chí vào tắm trong phòng tắm của anh. Tài tử gạo cội Lưu Đức Hoa khốn khổ vì fan cuồng Dương Lệ Quyên khi cô gái bỏ học lên thành phố tìm Lưu Đức Hoa rồi đòi bố bán nhà, bán cửa, lấy tiền cho con theo đuổi thần tượng. Vì sự đeo bám của Lệ Quyên, Lưu Đức Hoa vô cùng khổ sở, khó xử. Hình Phi sinh ngày 1 tháng 10 năm 1994 là một nữ diễn viên Trung Quốc trẻ. Gần đây cô vô cùng nổi tiếng với các vai diễn đáng yêu, dễ thương trong các bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường hoặc Ngôn Tình Thần Tượng. Hình Phi vốn sở hữu một khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung, lại cộng thêm vẻ ngoài nhỏ nhắn, nên rất dễ dàng vào vai những nhân vật học sinh, sinh viên trẻ tuổi. Các bộ phim Hình Phi từng tham gia có thể kể đến như Thiếu Nữ Toàn Phong 2, vai Anh Tiểu Duyệt, Đội Bóng Rổ Phong Vân vai Tô Tuyết, Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi vai Anh Sở Hạ, Siêu Cấp Tiểu Lang Trung vai Mạc Tiểu Du, Nhiệt Huyết Quần Lam vai Bùi Thần Phong, Ngôi Sao Lãng Mạn vai Nguồn Hạ, Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta vai Tư Đồ Mạc, Lớp Trưởng Điện Hạ vai Tô Niên Niên, Dù Quên Em Vẫn Nhớ Tình Ta vai Diệp Thiên Ngữ, Em Là May Mắn Nhỏ Của Anh vai Tùng Dung. Thật trùng hợp thay, trong hầu hết những bộ phim có sự góp mặt của nàng nữ chính Hình Phi, cặp đôi trung tâm đều sẽ là đôi đối lệch, nam cao lớn, nữ nhỏ bé. Với sự thành công của bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta, đóng cùng Lâm Nhất, Hình Phi mà được khán giả biết đến cũng như nhận được nhiều dự án phim ảnh, quảng cáo. Sở hữu gương mặt thanh tú với nét thiếu nữ nhỏ nhắn nên nữ diễn viên được xem là hình mẫu lý tưởng mà nhiều chàng trai yêu thích, còn được cư dân mạng gọi là Sweetheart của Trung Quốc, bạn gái quốc dân, em gái quốc dân.